Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Piece Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong One Piece. Và cho nên anh em hãy đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chapter 1062 đang trở nên vô cùng hot với những thông tin vô cùng thú vị. Mới đây, nhà cung cấp thông tin vô cùng uy tín Redon đã đưa ra một thông tin vô cùng sốc và bất ngờ. Đó là hình ảnh gợi ý một samurai với dòng chữ I am your father, tạm dịch ta là bố của con, khiến cộng đồng fan One Piece trên toàn thế giới dậy sóng. Đã có rất nhiều những thông tin cho rằng đó chính là câu nói của tiến sĩ Vegapunk. Vậy theo các bạn thì ai sẽ là con của tiến sĩ Vegapunk? Nó khiến tôi ngay lập tức phải làm video này cập nhật những thông tin đến với anh em. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn đợi chờ thêm nữa, hãy cùng mình đến với những thông tin vô cùng hot và sốc này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Ngoài ra anh em hãy để lại ý kiến cũng như nhận xét của mình ở phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu tiên, chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa, những thông tin cơ bản đầu tiên của spoiler One Piece Chapter 1062 sẽ được công bố. Tuy nhiên, nó sẽ rơi vào khoảng sau 10 giờ đêm nay. Vậy cho nên, video spoiler thông tin nhanh Chapter 1062 mình sẽ up vào sáng mai. Hy vọng anh em sẽ đón xem. Quay trở lại với chủ đề chính trong video hôm nay, với việc đưa ra gợi ý với câu nói I am your father, tạm dịch ta là bố của con của Redon. Nó khiến rất nhiều người cho rằng một trong số những thành viên của ban hải tặc Mũ Rơm là con của tiến sĩ Vegapunk. Vậy theo các bạn thì đó là ai? Đã có rất nhiều những dự đoán được đưa ra. Tuy nhiên, chỉ có hai cái tên được cộng đồng fan One Piece trên toàn thế giới nêu ra, đó là Zoro và Franky, thợ đóng tàu băng hải tặc Mũ Rơm. Rất nhiều người cho rằng đó là Zoro, kiếm sĩ băng hải tặc Mũ Rơm, bởi hình ảnh gợi ý của Redon là một samurai, và trong băng hải tặc Mũ Rơm thì Zoro là người có mối liên kết chặt chẽ nhất với các samurai. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng đó là Franky, thợ đóng tàu băng hải tặc Mũ Rơm, bởi trong băng hải tặc Mũ Rơm thì Franky là nhân vật có mối tương đồng nhiều nhất với tiến sĩ Vegapunk. Và thành thật mà nói thì đối với tôi là ai không quan trọng, mà quan trọng nó có đúng hay không mà thôi. Bởi dù sao đi chăng nữa thì cũng phải chờ chapter đầy đủ chúng ta mới biết được thông tin này. Trên đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói về thông tin tiến sĩ Vegapunk nhận ra đứa con của mình, mà rất có thể đó là một trong những thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.